Chương 2. Thẩm quyền ban hành nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Điều 15. Luật, nghị quyết của Quốc hội. 1. Quốc hội ban hành luật để quy định: a. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập. B. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo hiến pháp phải do luật định. Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, tội phạm và hình phạt. C. Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước, quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. D chính sách cơ bản về văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ môi trường d quốc phòng an ninh quốc gia e chính sách dân tộc chính sách tôn giáo của nhà nước g hàm cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân hàm cấp ngoại giao hàm cấp nhà nước khác huân chương huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước h chính sách cơ bản về đối ngoại Y. Trưng cầu ý dân K. Cơ chế bảo vệ hiến pháp L. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội 2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định A. Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương B. Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành c tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật nghị quyết của quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quyền con người quyền công dân d quy định về tình trạng khẩn cấp các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia d đại xá e vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Điều 16. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề được Quốc hội giao. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định A. Giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh B. Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế xã hội c bãi bỏ pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì ủy ban thường vụ quốc hội có trách nhiệm báo cáo quốc hội tại kỳ họp gần nhất d tổng động viên hoặc động viên cục bộ ban bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương D. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân E. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều 17. Lệnh quyết định của Chủ tịch nước Chủ tịch nước ban hành lệnh quyết định để quy định 1. Tổng động viên hoặc động viên cục bộ công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được. Hai, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Điều 18. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được luật giao. Điều 19. Nghị định của Chính phủ. Chính phủ ban hành nghị định để quy định 1. chi tiết điều khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 2 các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội lệnh quyết định của chủ tịch nước các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tài chính tiền tệ ngân sách thuế dân tộc tôn giáo văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ môi trường đối ngoại chế độ công vụ cán bộ công chức viên chức quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của chính phủ. Những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ cơ quan ngang bộ trở lên, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của chính phủ. 3. Vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều 20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để quy định. 1. Biện pháp lãnh đạo điều hành hoạt động của chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ. 2. biện pháp chỉ đạo phối hợp hoạt động của các thành viên chính phủ, kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Điều 21. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành nghị quyết để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử. Điều 22. Thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ban hành thông tư để thực hiện việc quản lý các tòa án nhân dân và tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được luật tổ chức, tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao. Điều 23. Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành thông tư để quy định những vấn đề được luật tổ chức, Viện Kiểm sát Nhân dân và luật khác có liên quan giao. Điều 24. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định: 1. Chi tiết điều khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình. Điều 25 thông tư liên tịch giữa chánh án tòa án nhân dân tối cao với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao thông tư liên tịch giữa bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chánh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao chánh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chánh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự thủ tục tố tụng. Điều 26. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán. Điều 27. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định một chi tiết điều khoản điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Chính sách biện pháp nhằm bảo đảm thi hành hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 3. Biện pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh ở địa phương. 4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điều 28. Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định 1. Chi tiết điều khoản điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 2. Biện pháp thi hành hiến pháp luật văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 3 biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Điều 29. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ban hành nghị quyết. Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ban hành quyết định theo quy định của luật này và các luật khác có liên quan. Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hội đồng nhân dân cấp huyện cấp xã ban hành nghị quyết ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao